sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi Việt Nam ta đi là ghê. Bình ơi, em nghĩ sao? Trời nắng nè, bây giờ chuẩn bị mưa nữa mà bắt anh phải đi mua đồ rồi ăn uống vui chơi giải trí ngày hôm nay nữa, thôi không được đâu, đi về đi. Không, ngày hôm nay em sẽ dẫn anh và quý vị khán giả đến một nơi rất là đặc biệt. Ở đây là một tổ hợp giải trí có cửa hàng nè, có tiệm ăn nè, có nhà hàng nè, có quán cà phê nè, rồi những hoạt động giải trí có hết luôn. Wow, ở đâu mà dữ dội vậy? Đây là một địa điểm rất là thú vị và cũng khá là nổi tiếng ở quận 2. Và bây giờ thì quý vị đang đến với chương trình Việt Nam đi là ghê. Đi thôi. Ok. Tại vì cái áo của anh mặc màu nâu y chang. Giờ anh ăn đã chưa? Chưa hả? Nó giòn nha. Ừ. Cái bên ngoài là giòn, bên trong thì mềm. Mô hình tổ hợp nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, các hoạt động giải trí đã và đang phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, mở ra xu hướng giải trí và ẩm thực mới. Vì thế các bạn trẻ có thể đến với những không gian hiện đại mà chẳng cần phải di chuyển nhiều. Với lối kiến trúc năng động và hiện đại, The Block đã tạo nên một không gian mở và đậm phong cách. Đây sẽ là nơi để các bạn dừng chân và nạp năng lượng sau một tuần làm việc đầy áp lực. Thế, quý vị ơi, khi mà bước vào đây, đây là Standy. Nói về lễ hội đồ ngọt hôm nay, Triều là người rất thích ăn ngọt. Anh yên tâm là ở đây cứ mỗi cuối tuần là sẽ có rất rất nhiều những cái sự kiện giải trí và đặc biệt là những cái ngày hội như thế này để cho anh có thể khám phá. Thôi mình vô liền luôn nha. Bây giờ mình khám phá nha. Ok. Đi thôi. Ngon quá anh. Ngon anh. Nếu mà những ai mà là tín đồ yêu bánh ngọt á, chắc chắn là khi ăn một cái bánh á mà nó không quá khô và quá ướt á, thì đây là một sự lựa chọn và đặc biệt là nó không quá ngọt quý vị nha. Vì thế chúng ta sẽ tha hồ mà ăn những loại bánh khác nữa. Nhìn đẹp quá ha anh ha. Em có cảm giác như anh đang là con nít luôn á. Cái cảm giác mà những ai mà yêu bánh ngọt sẽ lạc vô một cái xứ toàn là đồ ngọt, giống như một thế giới của trẻ con vậy. Đây á là đa dạng cho mình lựa luôn. Một câu nàng ngọt ngào như trái dâu tây đúng không? Wow, một cái vị nó hơi trong trẻo tí xíu và thơm thơm nữa. Nhưng mà bánh ở đây thì coi đẹp quá ha. Chính xác là như vậy, quá nhiều bánh đẹp luôn. Em xin cảm ơn. Mà ở đây em thấy là chị có để là mình có thể customize nó được đúng không ạ? Đúng. Wow, nếu như vậy là em có thể để cái hình em lên xong rồi cả mọi người trang trí y chang luôn hả? Vậy nên là nếu mà quý vị khán giả đến đây thì có thể trải nghiệm những cái hoạt động rất là dễ thương và thú vị như thế này đúng không? Bên này em thấy có tiệm hoa xinh nè, thơm nữa ha. Thơm. Wow. Đi vô đi anh. Mở cửa cho em nè. Ok. Nếu mà như mình để ý á, là chỉ cần mình bước vào không gian này mở cửa thôi, chúng ta sẽ cảm thấy cái sự nhộn nhịp bên ngoài, nó nằm ở bên ngoài, và bên trong này sẽ là một cái mùi của hoa, lá, cỏ, rồi thậm chí có cái mùi dịu dịu nhẹ nhẹ của nến thơm nữa. Không biết là ý tưởng từ đâu chị lại khởi nghiệp cái việc là chị bán hoa khô như thế này ạ? Thật ra cũng dựa trên cái xu hướng hiện nay á, thì mọi người sẽ ưa chuộng cái lối sống xanh nhiều hơn. Hoa khô nó có rất là nhiều lợi thế, khi mình đi vào mình nghiên cứu mình thấy là nó sẽ có cái độ bền, mình xài được có 26 tháng đến 1 năm luôn. Trong khi đó thì nó vẫn giữ được cái cảm xúc của hoa thật. Thì nó sẽ giúp thay đổi dần cái xu hướng dùng hoa lụa hoặc là hoa giả trong tương lai. Wow, một chiếc bình được cắm, được decor rất là đẹp như thế này đúng không? Dạ, xinh quá ha. Chắc chắn là bạn bè, người thân của mình, thậm chí là chính mình rất là vui với món quà tặng này. Ở đây cũng sẽ có những cái buổi workshop để mình học cắm hoa nè chứ anh ha. Anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ là mình nên lựa chọn một cái bình này đi mình. Sau đó rồi mình sẽ đi đến trải nghiệm điểm tiếp theo để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với Thế giới hạt. Nãy mình tới hoa rồi, giờ tới hạt nè. Quá trời hạt luôn. Có hạt hạnh nhân nè, hạt điều nè, điều tách nè. Hạt mắc ca các thứ. Ê, em thấy anh rất phù hợp với cái không gian này. Sao vậy? Tại vì cái áo của anh màu nâu, y chang. Nó hòa vô đây nè. Thật ra là em mua mấy cái hạt này xong nha, buổi sáng là em sẽ ăn với dạ ua để kiểu giống như là mình thanh lọc cơ thể của mình á. Mà ăn xong như vậy là cả ngày của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn luôn. Đây nè, quế. Quế ngày xưa là hay để quế ở nhà lắm, cho để chỉ cho thơm đúng không? Nhỏ nhỏ cái thanh lọc căn phòng thơm thiệt á. Có nghĩa là quế thanh lọc căn phòng hả? Có chứ ai. Cái mùi hương đồ đó. Đây là quả ốc chó. Em rất thích ăn ốc chó, nhưng mà ốc chó này em thấy cái vỏ này nó cũng mềm á.
không hề mềm ơi, nó rất là cứng. Mình phải có cái đồ tách hạt ốc chó nó ra chứ mình không thể dùng móng tay được. Em thấy là vô đây giống như là vô một cái thế giới dành cho sức khỏe tốt, súng xanh vậy đó. Như Bình đã lựa chọn những cái món quà dành tặng cho người thân, bạn bè và cho chính mình rồi. Bây giờ lấp đầy bụng đúng không nào? Mời quý vị cùng theo chân Hải Triều và Như Bình khám phá và dành cho chiếc bụng đói của mình nào. Let's go. Đi thôi. Hello Sam. Hello. Hello. Where you came from? I was born in Russia, so I came from Russia, but I live here already like 8 years. 8 years? Yeah. Wow. And today you can share with us about food, right? This is the most popular soup in my country. So I miss it so much, so that's why I decided to bring it here. It's normally we eat it with bread, yes. sour cream, shot of vodka. Oh, so we cook it with beef. And beef tongue, a lot of veggies, so it's also good for health. Oh, this is my memory from Turkey. It was my first vacation. Turkey. Yeah, Turkey, and I love kebab. It's kind of street food, but it's also popular in my country. And I was in university. Usually we had a lunch with this one. Oh. So the name is kebab. We have it with chicken or beef also. It's plenty of veggies inside, cabbage, carrot, cucumber, and tomato. Some special sauce, is it secret? I will not tell you. Yeah, guys, enjoy your meal. Thank you. We're very happy to see you here. Yeah. And bon appetit. Chúng ta chấm lại trước nha. Nó giống như là phô mai nha. Dạ, đúng okay. Rồi. Nó hơi có vị chua nữa. Không béo béo đúng không? Đúng rồi, béo, chua và hơi một chút xíu mặn. Giờ anh ăn muỗng thứ ba thứ tư rồi anh thấy sao? Thật ra nó giống như canh chua của mình vậy đó. Mà nó chua ha. Chua. Chua. Nhưng mà rất là thơm nha. Giống như canh củ quả của Việt Nam mình đó ha. Rồi bây giờ em ăn món này thử đi. Đây chúng ta sẽ share ra với nhau, chia sẻ với nhau nha. Nhưng mà thường ăn kebab á là phải dùng tay. Ừ. Bên trong này nó có thịt gà với rau củ và một ít sốt đặc trưng. Ngon quá à, có rất là nhiều rau củ. Mà cái vỏ bánh nó rất là mỏng nên là nếu như mà mình cắt không khéo là nó vỡ ra thiệt. Nên là mình cắt dở. À, giờ anh ăn đã chưa? Chưa. Nhưng mà còn nhiều quán lắm. À, bên kia có quán Hàn Quốc mà em rất thích ăn đồ Hàn Quốc, mình đi thử không? Được ăn không ấy. Ok, ok. Quán này có tên rất là dễ thương, độc đáo luôn, là The Place Ngon Không. Vậy là ăn xong mình đánh giá liền. Đúng rồi, có ngon hay không? Em đi nha, ngồi đây đợi xíu. Em gọi là toàn những món mà đặc trưng của street food Hàn Quốc luôn đó nha. Chính xác, anh nhìn là anh biết ngay lập tức mà. Nhìn tất cả mọi thứ đều rất là quen thuộc với anh ở những năm trước khi mà anh đi học ở Hàn Quốc. Ủa vậy hả? Anh là du học sinh Hàn Quốc hả? Chính xác rồi. Với những món như thế này thì rất là phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên khi mà học ở đó. Có nhiều chất béo trong đó. Nhưng mà quan trọng không biết là cái mùi vị nó có Hàn Quốc hay không. Em nghĩ là Hàn Quốc đó, tại vì em thấy ông chủ là Hàn Quốc. Thử nha. Dạ. Đó. Rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thật ra thì với những loại thức ăn này á, nó không quá ngọt. Bên Hàn Quốc là không có dầu là rất là dễ chịu. Nó giòn nha. Cái bên ngoài là giòn, bên trong thì mềm. Em biết là tại sao người Hàn Quốc lại lựa chọn những món ăn như thế này không? Em nghĩ là do bên đó lạnh nên người ta sẽ ăn những món như thế này. Ví dụ như em ăn hamburger giống như những nước châu Âu á, thì họ không ăn được. Vì thế là những cái món gà rán này được ra đời, họ ăn nhanh gọn hơn, nó thay thế dần cho hamburger. Đó, nó phù hợp với những người châu Á. Em thử cái này là tteokbokki. Đúng không? Rất là mềm. Thông thường khi mà mọi người đến với Hàn Quốc á, thì tất cả các món ăn nó đều hơi cay cay nhẹ hết. Bởi vì thời tiết đó nó khá là lạnh. Khi mọi người nếm cái nước sốt này á, nó cũng sẽ có hơi vị cay 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 tí xíu, hơi the the thôi. Rất là hợp với người Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, nếu tất cả quý vị đang đau đầu là mình sẽ chọn nơi nào để chúng ta có thể vừa giải trí nè, rồi chúng ta có thể lựa chọn những món quà và thậm chí là đầy chiếc bụng mình nữa, thì The Block sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho tất cả quý vị, đặc biệt là những ai đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 11:50 thứ 6 hàng tuần và sẽ phát lại vào thứ 4 thứ 5 của tuần tiếp theo trên kênh HTV7 nha. Và bên cạnh đó thì quý vị hãy nhớ like, comment, subscribe kênh YouTube Việt Nam Đi Là Ghiền, HTV Entertainment và Facebook và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để có thể theo dõi và đồng hành cùng với chương trình cũng như là theo dõi các tập tiếp theo nữa nhé. Còn bây giờ Hải Triều và Như Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.